Trong câu 2E thì người ta cho một cái ma trận là C cấp 4 nhân 4 và ma trận này có các phần tử nguyên. Thêm nữa thì người ta cho thêm một cái ma trận E là một cái ma trận đơn vị cấp 4 và người ta bắt chúng ta đi tìm cái hạng của cái ma trận E cộng với 6C và nhân với cả ma trận A. Thì chúng ta đi xét cái ma trận E cộng 6C trước. Thì chúng ta thấy là cái ma trận E cộng 6C thì lúc này ma trận E là một ma trận đơn vị nên các phần tử trên đường chéo chính của nó là các phần tử bằng 1. Còn các phần tử mà nằm ngoài đường chéo chính là các phần tử nằm bằng 0. Và ma trận C là cái ma trận mà gồm có các phần tử là các phần tử nguyên. Như vậy thì từ đây chúng ta có thể nhận thấy là các phần tử trên đường chéo chính nó sẽ có dạng là 6k mà cộng với 1, tức là nó không chia hết cho 6. Và các phần tử nằm ngoài đường chéo chính lúc này nó có dạng là 6k, như vậy sẽ chia cho 6. Vậy thì chúng ta sẽ nhận xét cái ma trận E cộng 6C nó có tính chất là các phần tử nằm trên đường chéo chính lúc này sẽ chia hết cho 6 dư 1. Và các phần tử nằm ngoài đường chéo chính lúc này sẽ chia hết cho 6. Và khi đó thì khi mà chúng ta tính được cái định thức của ma trận E cộng 6C ấy, thì cái định thức này nó là định thức của ma trận cấp 4 nhân 4 nên nó sẽ là tổng của 4 giai thừa thành phần. Và trong đó thì lúc này sẽ có một cái thành phần nó sẽ chứa tích các phần tử trên đường chéo chính. Mà trên đường chéo chính thì bao gồm các phần tử chia hết cho 6 dư 1. Cho nó nên do đó mà tích của các phần tử không chia hết cho 6 ấy, thì lúc này thành phần mà chứa tích các phần tử trên đường chéo chính này thì nó sẽ không chia cho 6. Mà thêm nữa thì chúng ta thấy là 4 giai thừa trừ một thành phần còn lại ấy, nó sẽ chứa ít nhất một phần tử nằm ngoài đường chéo chính. Mà một cái tích mà chứa một cái phần tử mà chia cho 6 thì tích đó cũng phải chia cho 6. Như vậy thì chúng ta thấy là cái định thức của ma trận E cộng 6C nó sẽ là tổng của 4 giai thừa thành phần, mà trong đó thì tất cả các thành phần đều chia cho 6 và chỉ có duy nhất một thành phần là không chia cho 6, nên là cái định thức của ma trận E cộng 6C này thì nó sẽ không chia cho 6. Và do đó mà chúng ta có được cái det của E cộng 6C lúc này khác không? Bởi vì rõ ràng là không thì nó là một số chia cho 6 nên là ma trận E cộng 6C nó sẽ là ma trận khả nghịch. Và theo cái bất đẳng thức đấy là hạng của ma trận AB, hạng của ma trận tích AB thì nhỏ hoặc bằng hạng của các ma trận thành phần RAB nhỏ bằng RA hoặc là RAB nhỏ bằng RB. Thì đó chúng ta thấy là hạng của ma trận E cộng 6C nhân A thì nó nhỏ bằng hạng của ma trận A. Thêm nữa thì nếu chúng ta coi cái E cộng 6C này nó là một ma trận D thì chúng ta thấy là lúc này hạng của ma trận D này nó sẽ lớn hơn hạng của ma trận E cộng 6C tất cả mũ trừ 1 mà nhân với cả D. Ở đây cũng chính là việc áp dụng, chúng ta áp dụng hạng của một ma trận tích nhỏ hơn hạng của ma trận thành phần. Và chúng ta để ý thêm một chút nữa đấy là chúng ta lại thấy là hạng của ma trận A thì nó chính là bằng hạng của cái ma trận E cộng 6C trừ 1 tất rồi nhân với cả E cộng 6C rồi nhân A. Nên do đó mà chúng ta có được là hạng của ma trận E cộng 6C nhân A thì chính bằng hạng của ma trận A. Thì cái tính chất này thì nó có thể phát biểu dưới dạng đấy là nếu mà một cái ma trận B khả nghịch thì ta có được là hạng của ma trận A nhân B sẽ chính là bằng hạng của ma trận A. Và khi này thì để chúng ta tìm được cái hạng của ma trận E cộng 6C nhân A thì chúng ta chỉ việc là tìm cái hạng của ma trận A là chúng ta ra được. Để tìm hạng của ma trận A thì chúng ta đi xét một cái định thức con cấp 3 của cái ma trận A. Đấy là cái D134134. Thì D134134 thì chính là cái mà định thức mà giao bởi dòng các dòng 1, dòng 3 và dòng 4 và cột 1, cột 3 và cột 4 của ma trận A. Thì chúng ta sẽ thu được cái D134134, nó chính là định thức này tính ra được nó chính bằng kết quả là 25. 25 thì chúng ta thấy là nó khác không. Mà ma trận A nó tồn tại một cái định thức con cấp 3 khác không, cho nên là hạng của ma trận A sẽ lớn hơn hoặc bằng 3. Thì chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất đấy là nếu mà định thức của ma trận A là ma trận vuông cấp 4 nhân 4. Nếu định thức của nó bằng 0 tức là K lúc này sẽ bằng trừ 2.
thì hạng của ma trận A lúc này nó sẽ nhỏ bằng nhỏ hơn 4. Mà tuy nhiên thì ở trên thì chúng ta đã chứng minh được là hạng của ma trận A nó lớn hơn hoặc bằng 3 rồi. Như vậy thì rõ ràng là hạng của ma trận A nó chỉ có thể là bằng bằng 3. Và lúc này hạng của ma trận E cộng 6C nhân với A thì nó chính là bằng 3 khi mà K bằng trừ 2. Còn đối với trường hợp thứ hai đấy là khi mà định thức của ma trận A khác 0, tức là K khác trừ 2. Thì chúng ta thấy là ma A là ma trận cấp 4 nhân 4. Do đó mà hạng của ma trận A lúc này chính là bằng hạng của ma trận E cộng 6C nhân A và chính bằng 4.